Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình, giúp cho quý vị gia chủ biết rõ được những dấu mốc quan trọng trong công việc cũng như là thay đổi cả về sự nghiệp và tình duyên cùng với sa đạo của mình. Qua việc xem tử vi sẽ giúp cho quý vị nắm rõ hơn được về tổng quan cuộc đời của mình, đặc biệt là trong tháng năm âm lịch này. Qua đó thì chúng ta sẽ biết được thiên cơ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể xu cát tị hung, từ đó không thu may mắn và tài lộc. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng năm âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân chính là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Ở tuổi 54, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là bị thân sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Mậu Thân trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể nào, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào những chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Thậm chí có người còn thường xuyên đứng ở vị trí đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, khó được giao cho cơ hội khẳng định giá trị của bản thân. Gia chủ cần phải giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến cho bạn thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của những người tuổi Mậu Thân trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không thì dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí tiêu pha quá đà dẫn tới túng thiếu. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có được một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên tuổi Mậu Thân không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và trong công việc. Đôi bên cần phải điều tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ của năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp Dần và Tốt thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1968 Mậu Thân trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Thân. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước hơn trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.